Giật nó chạy.
ông bảo vệ tôi mà. Ai tài. Kem trà xanh, kem khoai môn, kem sầu riêng và rất nhiều loại kem khác. Ta nói mùa hè oi ức mà có ngay một cái kem để thưởng thức thì thiệt là ngon. Công ty chúng tôi thanh lý xả hàng giảm giá cực sốc, chỉ còn 59.000 đồng một cái, to cũng 59.000 đồng, bé cũng 59.000 đồng. Đem nướng thơm ngon 10.000 một cây 10.000. Đem nướng thơm ngon 10.000 một cây 10.000. Đem nướng thơm ngon 10.000 một cây 10.000. Một cây 10.000.
đem nướng theo con 10.000 một cây 10.000 đem nướng theo con 10.000 một cây 10.000 đem nướng theo con 10.000 một cây 10.000 công ty thay lo túi xách nam nữ đủ kiểu đủ màu cực đẹp. Giá thị trường bán ra 120.000 đồng một cái. Ngay công ty chúng tôi thanh lý. Bữa nay chúng em giao sao để bảy chai cho chị giao 700.000 đúng 700.000. 25.000 một cái. Chú chị, đơn cầu kính ơi. Đang gì nước ngoài vậy, mua bản số đi. Mọi người,